Dấu dân tay sóp lại trên tay nắm cửa, lập tức khiến tinh thần Long Sách vững chấn lên. Có chứng cứ này, cậu ta có thể thông qua đối chiếu dấu dân tay chứng minh Phong Trạch Diệu chính là đại hiệp mặt nạ. Hiểu lầm và nỗi nhục trước đó bản thân phải chịu, cuối cùng cũng có cơ hội trở mình. Long Sách mừng thầm, lần này dù đại hiệp mặt nạ thần thông quảng đại thế nào cũng khó mà thoát nạn. Người em đau quá. Được rồi, được rồi, về nhà rồi, lên lầu ngủ đi. Làm gì vậy? Người ta nhảy cả đêm rồi, chảy nhiều mồ hôi quá. Đi tắm là được rồi. Nhưng cha em nói rồi, em bị thương, không được động vào nước. Được rồi, tôi đi gọi Vũ Tinh. Vũ Tinh ngủ rồi thì gọi cô ấy dậy. Sáng mai người ta còn làm việc nữa, như vậy không tốt đâu. Vậy cô nói xem phải làm sao? Em muốn tắm. Tôi tắm cho cô sao? Lập tức đưa đến quân bộ kiểm tra. Đi mau. Tướng công, thuốc trị thương anh cho em dùng tốt lắm. Bây giờ mặt em cảm thấy không đau nữa, cũng không còn sưng nữa. Tướng công, anh còn đứng bên ngoài làm gì? Người ta đợi anh lâu lắm rồi. Anh nhắm mắt làm gì? Tôi dùng tay tắm cho cô chứ đâu phải là mắt. Đưa khăn cho tôi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Tướng công. Tắm xong chưa? Tắm xong rồi. Nhưng trên người em còn đọng nước. Anh vẫn chưa lau sạch giúp người ta đấy. Chút nước này, gió thổi cái là khô thôi. Em yếu đuối như vậy sẽ bị cảm lạnh đó. Vậy cô chui vào chăn đi, trong chăn ấm lắm. Vậy anh vào với em. Tôi không được. Đàn ông sao lại nói mình không được chứ? Ngọc Linh à, Ngọc Linh, thật sự không được đâu, thật sự không được. Ngọc Linh à, cô bình tĩnh lại đi, tôi thật sự không được đâu. Ngọc Linh. Tướng công, tôi thực sự không được đâu. Ngọc Linh à, anh đừng có xấu hổ, đến đây. Ngọc Linh không được. Ngọc Linh à, không được đâu. Tiểu Hạch Đào, cô làm gì vậy? Thả cô ra, Tiểu Hạch Đào. Tiểu Hạch Đào, thả cô ra. Thiếu cô nhân, cô từ từ tắm đi. Chúng ta đi. Bye bye. Phong Trạch Diệu, anh về đây cho em. Ba người. Phải. Một trong số đó là Phùng Tư Lệnh. Đã xác nhận theo dấu vân tay Phùng Tư Lệnh đăng ký trên giấy tờ. Trước khi ông ấy vào đây từng nắm tay nắm cửa. Người kia có lẽ là Phùng Ngọc Linh. Vậy người còn lại là ai? Đại hiệp mặt nạ. Tuyết Giao xong là khi nào vậy? Một tiếng trước đã đi rồi. Vậy con phải nhanh mới được. Ai bảo con tự mình chuốc khổ chứ? Rõ ràng biết Phùng Ngọc Linh khó dây vào còn đồng ý tắm cho cô ta. Người không biết, hôm nay đáng lý con ăn một viên đạn, cô ấy đã trắng cho con đó. Xem như là trả ơn đi. Nguy hiểm như vậy à? Đâu chỉ nguy hiểm, suýt nữa là khỏi về rồi. Tư lệnh có bắt máy không? Quản gia nói ông ấy đã ngủ rồi, không bắt máy của ai cả. Vậy làm sao đây? Chả lẽ sáng mai lên quân bộ báo cáo sao? Chậm trễ sẽ có biến. Căn cứ thí nghiệm đã bị tiêu hủy một lần rồi. Tôi không chịu nổi đả kích lần thứ hai. Buộc phải nhanh chóng tìm cho ra đại hiệp mặt nạ, xóa bỏ hoàn toàn mối họa trong lòng chúng ta. Nhưng bên phía tư lệnh, nghe lời tôi, cậu lập tức dẫn người đến Phong gia lấy danh nghĩa hỗ trợ điều tra, đưa Phong Trạch Diệu đến quân bộ kiểm tra dấu vân tay. Dân. Cũng may, cũng may. Đồ Nhi, sao lúc đó con không đẩy cửa vào trong? Vậy phải cảm ơn Kawashima Eiko. Cảm ơn cô ta. Phong thiếu gia, tôi giới thiệu với anh người này, là nhà thiết kế kiến trúc ưu tú nhất nước Đại Nhật Bản chúng tôi, Hirofumi Yasui tiên sinh. Lần đầu gặp mặt xin chỉ giáo nhiều hơn. Hân hạnh. Kiến trúc sư đó có vấn đề à? Vết chai trên tay hắn chỉ có người cầm súng thường xuyên mới để lại. Khi đó con không để tâm lắm. Nhưng khi con nắm tay nắm cửa, con đột nhiên nhớ ra điểm này. Nếu khi đó con đẩy cửa vào trong, lúc này con đã bị thẩm vấn ở nhà lao quân bộ rồi. Xem ra Kawashima Eiko và Phùng Tư lệnh một bên lôi kéo con, một bên không ngừng nghi ngờ con. Bạn vẽ thiết kế đó là muốn thăm dò con, mới cố ý cho con xem. Đúng vậy. Đồ Nhi, con chắc chắn muốn tiếp tục tiếp xúc với họ sao? Như vậy có thể càng làm tăng rủi ro bị lộ của con. Tất nhiên phải tiếp tục rồi. Cô đã lôi cả Phong bản đường vào rồi. Con muốn cái gì? Không điều tra rõ ngọn ngành, con tuyệt đối không bỏ qua. Hình như con thay đổi rồi Đồ Nhi. Thay đổi thế nào? Không kịp rồi, con phải đi mau thôi. Con muốn xâm nhập nơi ở của Hideyoshi Ishikawa thật sao? Bản vẽ mà Kawashima Eiko cho con, con nghĩ đồ của chúng ta rất có thể chính là ở chỗ Hideyoshi Ishikawa. Sao các anh lại đến đây nữa? Phong thiếu gia đâu? Anh ấy không ở đây, ở thư phòng mà. Phong thiếu gia, Long Sách Phụng Lệnh đến đây. Tôi đã nói anh ấy không ở đây rồi. Phong thiếu gia, sao anh ta lại đến đây? Ta đi đối phó hắn. Khoan đã. Phong thiếu gia, Long Sách Phụng Lệnh đến đây. Đừng ồn ào nữa. Sức khỏe cha mẹ chồng tôi vốn đã không tốt, dọa phải hai người họ Anh gánh chịu nổi trách nhiệm không? Long Sách Phụng Lệnh đến đưa Phong thiếu gia về điều tra với tôi, vẫn mong thiếu phu nhân phối hợp. Tôi khinh. Phụng Lệnh của ai? Cha tôi mới mở tiệc mừng công cho tướng công, giờ anh muốn đưa anh ấy đi, anh hù ai vậy? Chính là chuyện ở tiệc mừng công. Cần Phong thiếu gia về điều tra với tôi. Sao đột nhiên muốn dẫn con về quân bộ vậy? Họ biết con là đại hiệp mặt nạ rồi sao? Không thể nào. Con đâu có vào phòng ngủ. Tiêu rồi. Sao vậy? Dấu vân tay. Đi mau. Phong Trạch Diệu cảm nhận được nguy cơ, nhanh chóng quay về mật thất. Nhưng thời gian Phùng Ngọc Linh đối phó với Long Sách, anh ta lợi dụng dấu vân tay của Tiểu Hạch Đào, tranh thủ tạo ra màn vân tay giả cho mình, đề phòng bức trắc. Long Sách, tôi nói anh biết, Phong Trạch Diệu là tướng công của tôi, là con rể của tư lệnh Phùng. Chỉ dựa vào một đội trưởng đội hành động nhỏ nhoi như anh, có tư cách gì đưa anh ấy đi? Có tư cách hay không không phải Phong thiếu phu nhân quyết định được. Tôi không quyết định được phải không? Tôi bảo cha tôi một phát bắn chết cậu, có tin không? Long Sách có thể chết, nhưng Phong thiếu gia vẫn phải đi với tôi. Cậu hỗn xược. Xin Phong thiếu phu nhân tránh ra. Tôi nói cho các anh biết, hôm nay các Phùng Ngọc Linh tôi ở đây, các anh đừng hòng ai đưa tướng công của tôi đi. Chuyện này không phải nhỏ. Nếu cô còn không tránh ra, đừng trách tôi không khách sáo. Cút ra khỏi Phong gia, đưa Phong Trạch Diệu đi. Long Sách tự nhiên sẽ cút. Anh muốn chết à? Phong thiếu gia, anh muốn để một người phụ nữ bảo vệ anh sao? Đừng có làm xù xúc đầu nữa. Ra đây. Có chuyện gì vậy? Phong thiếu gia, xin anh đến vương bộ với tôi một chuyến, hỗ trợ điều tra. Tướng công anh về phòng đi, để em đối phó hắn. Phụ nữ không hiểu chuyện, để đội trưởng Long chê cười rồi. Hỗ trợ điều tra phải không? Đi thôi. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phong thiếu gia biết tôi tìm anh đến làm gì không? Hỗ trợ điều tra. Không phải anh nói rồi sao? Điều tra cái gì? Vậy anh phải nói cho tôi biết chứ. Chúng tôi phát hiện ra một dấu vân tay trên tay nắm cửa ở phòng ngủ. Điều này chứng tỏ người khi đó muốn vào phòng. Ngoài Phùng tiểu thư ra còn có người khác. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi đoán anh nhìn thấy bản vẽ đó, sau đó lại nghe thấy Tư Lệnh nói với tôi bản vẽ để ở trong phòng, cho nên muốn vào trong trộm nó ra, đúng không? Nhưng tôi lấy bản vẽ đó làm gì? Vậy tôi không biết rồi. Anh hứng thú với căn cứ thí nghiệm như vậy làm gì? Tôi hứng thú lắm sao? Sao tôi không biết nhỉ? Nếu anh không hứng thú thì tại sao dẫn đến trợ thủ của anh đến đống đổ nát? Anh theo dõi tôi? Không không. Chẳng qua đúng lúc nhân viên thu dọn, nhìn thấy Phong thiếu gia anh. Tôi hiểu rồi. Hôm nay anh gọi tôi đến không phải để hỗ trợ điều tra. Anh muốn gán một tội danh không căn cứ cho tôi, kiện tôi ý đồ vào phòng trộm cắp có phải không? Có căn cứ hay không? Kiểm tra xong là biết ngay. Ngón tay cái ấn đi. Mời. Phong thiếu gia, nếu dấu vân tay trùng khớp, vậy tội danh của anh không chỉ là vào phòng trộm cắp thôi đâu. Cụ thể là gì? Tôi nghĩ anh rõ hơn tôi. Lời nói của Long Sách khiến Phong Trạch Diệu cảm nhận được lần thẩm vấn này không phải ngoài ý muốn. Mục đích của Long Sách vô cùng rõ ràng, đồng thời nhắm thẳng vào mình. Sự nghi ngờ này bắt đầu từ khi nào chứ? Phong Trạch Diệu nhớ lại quá trình của toàn bộ sự việc, từ Kawashima Eiko mời anh ta và Tuyết Giao đến phủ làm khách, rồi đến lục soát đống đổ nát phát hiện bóng dáng khả nghi, tiếp đến là cố ý đánh rơi bản vẽ căn cứ mới ở tiệc mừng công. Tất cả đúng như lời Tiểu Hạch Đào nói, khi anh ta muốn thông qua Kawashima Eiko truy tìm manh mối thử nghiệm thuốc. Kawashima Eiko cũng quan sát và thăm dò anh ta. Tình huống của họ giống nhau, chỉ là phải xem ai sẽ giỏi hơn ai một bậc. Họ đang đấu trí lẫn nhau. Anh đang nghĩ cách thoát thân sao? Đúng vậy. Anh nhìn chỗ tồi tàn này của anh đi. Tôi không muốn chết trong điện Diêm Dương đâu. Nói thật với anh, tuy suýt nữa tôi chết trong tay đại hiệp mặt nạ, nhưng nể tình hai chúng ta từng là chủ tớ, chỉ cần anh thật thà, tôi có thể tha cho anh một mạng. Anh bảo tôi thật thà gì chứ? Kết quả có rồi à? Dân, đội trưởng Long, đọc đi. Nhưng mà đọc to lên. Phong thiếu gia đợi nóng lòng lắm rồi. Dân, qua kiểm nghiệm, dấu vân tay trên tay nắm cửa và dấu vân tay của Phong Trạch Diệu không trùng khớp. Anh nói gì? Tôi nói là không trùng khớp, đội trưởng Long. Hình như đội trưởng Long có chút không tin đồng nghiệp của mình nhỉ? Anh chắc chắn không đọc sai chứ? Đội trưởng Long, tôi chắc chắn. Mạnh lên. Cha, cha. Ngọc Linh, xảy ra chuyện rồi. Con gái, con bị thương nặng hơn hay là Phong Trạch Diệu mất tích? Đều không phải. Chuyện lớn trời long đất lở. Chuyện gì? Long Sách đó, Long Sách đưa Phong Trạch Diệu đi làm gì chứ? Làm sao mà cha biết được? Con làm sao biết? Không lẽ cha không biết chuyện này? Con gái, cha thực sự không có biết. Cha thực sự không biết chuyện này. Mẹ của con ơi, mẹ xem bây giờ cha con hồ đồ chưa? Thuộc hạ của ông ấy giấu ông ấy đưa tướng công của con đi mà cha còn không biết cái gì. Mẹ à, mẹ đưa cha đi luôn đi. Đừng có khóc, đừng có nói như vậy. Cái tên Long Sách này suốt ngày không gây họa cho cha, trong lòng của hắn không thoải mái. Anh rể, em dẫn người đi xử hắn. Tôi bảo cậu trông chừng hắn cơ mà, cậu trông chừng kiểu gì vậy? Tại em đang bận hầu hạ anh. Cậu hầu hạ cái khỉ gì? Cha đã lúc nào rồi, cho cậu lắm lời với tên nhắc cấy vô dụng này. Ngọc Linh, anh nói kiểu gì vậy? Dù sao cậu cũng là cậu cô. Cậu, anh nói cậu lần nữa xem sao. Có tin tôi cắt lưỡi anh không? Anh. Được rồi, được rồi. Cha, nhà lao đó của cha chính là điện Diêm Dương. Nếu tướng công của con có mệnh hệ gì, con không thiết sống đâu. Ta theo con đến quân bộ. Chuyện gì vậy chứ? Đội trưởng Long, anh hỏi cũng hỏi, kiểm cũng kiểm tra rồi, hỗ trợ điều tra thì cũng nên kết thúc rồi chứ. Định khi nào thả tôi về nhà đây? Khi nãy tôi bị chặn ở ngoài cửa phòng sách, anh ở trong đó làm gì? Tôi không nói anh biết. Tục ngữ nói rất hay, bắt giặc phải có tang vật, bắt giang phải có đuôi. Anh không có chứng cứ gì, anh bảo tôi thật thà cái gì? Tôi nói gì mới khiến anh tin đây? Tôi chính là người anh muốn tìm. Tôi không biết. Hay là Long đội trưởng anh chỉ tôi đi. Phong Trạch Diệu, anh còn giả ngu với tôi sao? Trước kia luôn miệng thiếu gia thiếu gia, sau đó đổi thành Phong thiếu gia, hôm nay gọi thẳng Phong Trạch Diệu. Tôi thấy ngày mai anh sẽ dám cưỡi lên đầu của tôi, ức hiếp sỉ nhục, gọi tôi là cháu luôn nhỉ? Đội trưởng Long, anh học được tính khí cốt ở đội quân đuôi sam đấy nhỉ? Tất cả là do anh tự chuốc lấy. Hôm đó dấu chân cứu Thủy Như Uyên ra khỏi nhà lao quân bộ, còn có Sakurai Keiko chết trong phòng anh. Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng những chuyện này, anh đừng hòng sống sót ra ngoài. Thế nào đây? Anh còn muốn nghiêm hình ép cung? Ép cung không phải không thể. Chuyện gì tôi cũng có thể làm. Long Sách, cậu to gan thật. Tướng công, họ có ngược đãi anh không? Anh có bị thương không? Em xem. Long Sách, nghe nói cậu phụng lệnh đưa Phong Trạch Diệu đến tiếp nhận kiểm tra. Cậu nhận lệnh của ai vậy? Sao tôi lại không biết? Điền Tá Vinh à, cậu biết không? Biết chứ. Không, tôi không biết. Tôi đáng chết. Tôi giả danh tư lệnh. Tôi sai rồi. Tôi không dám nữa. Đánh tiếp đi. Tướng công, anh đi nhanh như vậy làm gì? Anh ta tìm anh làm gì vậy? Không làm gì anh chứ. Có phải anh đắc tội Long Sách không? Anh nói em biết đi. Em đang nói chuyện với anh đó. Anh lại mặc kệ em phải không? Em nói anh biết. Sau này anh phải đối tốt với em một chút. Nếu anh không đối tốt với em, Phùng Ngọc Linh, cô nhìn xem ai kìa. Nghịch ngợm thật. Tướng công. Tướng